con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì đúng ti dâm bi sống khang xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì ta ti dâm bi bút thăng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba ta ti dâm bi thâm mạng xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba ta ti dâm bi sanh khang xa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Nam mô Bổn Thầy. Dạ con kính dâng mít đến ngài, con cũng thỉnh ngài truyền tiếp tục cho con. Tỳ sa rần hất gá hát năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phàm tê và dạ, chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta về làm anh đi sẽ kho bất năng sa ma đi giao mi còn xin quan những điều học là quy chánh xa sự sát sanh a đinh na đa na về làm anh đi sẽ kho bất năng sa ma đi giao mi còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trồn cốc cà mê su mi cha cha ra về là mà đi kho bất năng sa ma dạ mi còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa da về là mà đi kho bất năng sa ma dạ mi còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối sự là mê ra giang mai chập pa mai đắc hà na về là mà đi sẽ khao bất thành sa ma dạ mi còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Ba ma ti ba ta we la ma ni sit ta ba đăng sa ma di a mi con tin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh a định na đa na we la ma ni sit ta ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp ca mê su mất cha cha ra we la ma ni sit ta ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh mu sa wa da quê ra ma ni sức kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối su ra me ra ya ma chắc ba ma đa tha na quê ra ma ni sức kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ima ni ban cha se ka ba da ni sa tu kang ka to ang pa ma de na ni cha ka lang samara khi tam bang chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ra nguyên giữ hình theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàm tê và dạ, chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh văn tị sì lê na phu ca sam bát đa
chỉ lệ nên Phật kinh doanh thì đã mai si lăng quỷ số thát dê các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng như dữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng như dữ giới được giải thoát nhập niết bàn cũng như dữ giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thủ lành thai Út ta mang ghê cho quanh đề hàng bà đá bằng sùng quá rút ta mang Út thể vô ca lý tô đô sô bút thô Ca ma tu tăng ma mang Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàng đề hằng thăm mình cho đu quý thằng quá rằng thăm mẹ vô khá lý tô đô sô thăm mộ khá ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na hoàng đề hằng săn cành cho đuôi thốt tăng săn khệ vô khá lý tô đô sô săn khô khá ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con kính dâng hết trở lại cho ngài Thủy Đức để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được toàn phước báo ạ. Và con kính dâng hết trở lại cho ngài. Tu A Se Sa Tôn Đức Phật ngự trên đầu quay mặt Xá Lợi Phất quay trái Kiền Liên Hầu trước mặt là Tâm Tạng sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán Đế Thích Tổng Phạm Thiên vô A Lực Pháp Màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Đề A Thà La Tha Su Kỳ Tạo Vô Lu Na Ha Bồ Tát Sa Sa Ne A Lô Ga Su Kỳ Tạo Vô Tha Sa Ha Sa Bê Hị Nhà Tị Phi cầu mong cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu mong cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong giáo quyến cả thảy. Sa thủ lành thai Akasattha kummattha devanaga mattika Puñan no anumodan tu chiran rakhan tu sa sanang Akasattha ca kummattha devanaga mattika Puñan no anumodan tu chiran rakhan tu no garu Akasattha ca kummattha devanaga mattika Bồn nhân nô nô mô đành tu chi rằng rạch khanh tu nhà ta vô A ca sát tha cha phùng mát tha đề hoa na ga mất thi ca Bồn nhân nô nô mô đành tu chi rằng rạch khanh tu ba ni nô A ca sát tha cha phùng mát tha đề hoa na ga mất thi ca Bồn nhân nô nô mô đành tu chi rằng rạch khanh tu nô sa đà chữ thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ tâm mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con hậu tỳ phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyện thuộc tánh khỏi nạn tai chúng sanh thường phật dạy bền lâu
Chúng con với tổ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Văn kinh ký cô sa la cam mang các tắc bằng ký ri văn. Ma ma ca ye na hoa cha ma na sa ti na se su ra tăng các tăng. Ye sát ta san nhi no ạc ti ye cha sát ta san nhi no. Ca tăng bu nha pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê. Về tăng ca tăng su quý đi tăng đinh năng quân nhà phá lăng ma già về chết tát ta na cha nan ti đề hoa ganh toa ni quê đã dùm sắc bề lộ cầm hi về sắc ta chỉ quan ta rai tu ca ma đồn nhằn phổ cha năng sắc bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành cho nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đáng lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đền hậu mặt ngay. Có người làm phước được rải lại đem hồi hướng ngay khắc cùng. Chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quỷ ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhà thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng vô nhà tỳ năng hồ tu su khi ta hòn tu nhà ta vô. Nguyện thân bằng tiếng thuộc đã qua vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta mê buôn nhân a sa quát khá gia quá ngô tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là một nhân lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, con kính dâng đến cho Ngài. Mong rằng phước này trợ duyên cho Ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh và sớm đạt được thành tựu đạo quả giải thoát. Và con cũng kính dâng đến đạo tràng Pháp hội phước báo này. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý vị tu tập được tiến hóa, sớm thành tựu được y như ý nguyện. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mic trở lại được cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sân Khai. Kính lễ Chư Tôn Triền Đức Tăng, trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ, chào quý cô tu nữ, chào Sít Mê Ta, Sít Ti Na, Sít Thiên Vũ, Sít Hồng Nhật, Sít Quán Mộng, Sít Thi Lâm, Sít Kim Nhung, Huỳnh Phước Sang, Sít Nhật Quỳnh, Sít Thiên Giờ Man, Sít Kim, Sít Hành Kiểm và Đạo Hữu Karuna. Quý vị hôm nay được hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 49. Và trước khi vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt hồ ma hệ sì a rằng ta thà gia tô lô cú ta mồ sắp bá ca lù hí chệ tha cô lô cá sa sa thà cha na đầm ma cô quý đồ quan đa ma hành tăng na ra pù cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng chữ đề ngài đã tính tưởng thông minh dạy bảo, nhân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường.
tham mô bá đi bồ ya ta sa sa tu nô lô ca na man tha sa vi na ca ru cô sa pa nhu vu thóc bá ti phụ ti sinh nhá tô quan đà ma hành tăng đa ra pù cha này giác cần có bảo với như ánh vàng như là soi sáng vẹt ngoằn vô minh hóa tan lầm lạc chúng sinh đầy những phật tổ quang minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sân khô quý số thô số các ta sa sa quốc cô sĩ kha số ca mô quốc ra thầm ma sĩ kha cô niên đà và sân xà đi a na đa rô quá rô quần đà ma hành tầng na ra phù cha này giác vần tăng bảo trên văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh lý trần xa liệt thiếu pháp phàm nhân ai bị con xin ra lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường ra thành hết tế giá trị chi nó sẽ khà mê ê tu á thanh ăn tác xà bí à nó phà về nó sẽ hát xà về nó sẽ trả thù cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tháng dương ân đức tam bảo đã xong. Hôm nay sư cho mẹ coi như đau cổ, mà đau cổ là há miệng hả? Người ta nói đau chân mà há miệng chứ sao mà đau cổ mà há miệng thế này đó hả? Rồi há miệng ra rồi còn lấy băng keo dán lại. Học cái kiểu này là thấy cái bài này khó quá, cho nên lấy băng keo dán lại, chứng tỏ là không tham gia bài học này ha. Nhưng mà bài học này có một ý nghĩa rất là hay, nếu mà không học bài này là uổng lắm á ha, không học bài này là uổng lắm á. Cho nên cố gắng ha, hãy tham gia. Nếu mà không đọc được thì hãy tiếp thu bằng tâm, hãy tiếp thu bằng lỗ tai của mình để hiểu cái câu Phật ngôn này. Như ông hoa không hại sắc và hương, đó là một điều đặc biệt. Con ong mà để đến nó hút nhụy của hoa mà không hại sắc và hương của cái bông hoa đó, đó là một cái điều mà rất là phi diệu. Chỉ có Phật giáo thôi. Chứ còn thường thường chúng ta thấy hoa đẹp là cái bẻ về chân trần với cái bình để làm gì, trong khi cái hoa đẹp để đó mỗi người đi qua thưởng thức thì cái hoa đó nó sẽ lâu héo lâu tàn. Còn bây giờ chúng ta thấy đẹp lấy làm lấy về làm sở hữu riêng cho mình, cái bông này của tôi, cái gì đẹp là của tôi, còn cái xấu thì cho người ta, ai muốn làm gì làm. Với cái tâm như vậy chúng ta thấy rằng phá hoại đi cái vẻ đẹp của thiên nhiên, mà chúng ta tạo nên một cái tâm tham đắm để mà chấp thủ. Cho nên cái câu này, câu Phật ngôn này tuyệt vời. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Mến chào huynh Châu Phan vừa đến với Pháp hội. Yathā vipamā rō buppaṃ yathā vipamā rō buppaṃ yathā vipamā rō buppaṃ. Câu số 2. Vanna gan thằng a hề tha yan, vanna gan thằng a hề tha yan, vanna gan thằng a hề tha yan. Dạ con lại ha. Yathā vipamā rō buppaṃ vanna gan thằng a hề tha yan, yathā vipamā rō buppaṃ vanna gan thằng a hề tha yan, yathā vipamā rō buppaṃ vanna gan thằng a hề tha yan. Rồi hai câu tiếp. Ba lê ti ra ra sa ma da ya
ba lê tị ra sa ma đà dạ ba lê tị ra ra sa ma đà dạ. Và câu cuối cùng, e văn ga mê mu ni cha rê e văn ga mê mu ni cha rê e văn ga mê mu ni cha rê ba lê chi ra sa ma đà dạ e văn ga mê mu ni cha rê ba lê chi ra sa ma đà dạ e văn ga mê mu ni cha rê ba lê chi ra sa ma đà dạ e văn ga mê mu ni cha rê. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại ha. Yết tha vi phama ro bốc phần quần na gần thần a hề tha yang ba lê ba lê chê ra sa ma đa ya e quần gà mê mu ni cha rê. Yết tha vi phama ro bốc phần quần na gần thần a hề tha yang ba lê chê ra sa ma đa ya e quần gà mê mu ni cha rê. À, còn một cách đọc nữa là chúng ta chia ra làm hai, một là đọc hai câu ha. Đọc một hơi thì nó dài, nó hơi trục trặc và cũng 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 cái giọng đọc nó không được có lực. Nếu chúng ta chia ra làm hai thì chúng ta sẽ làm chủ được tình hình ha. Rồi bây giờ ta đọc thứ hai. Yatha vipamaro bốc phần gần quần na gần thần a hề tha yằng ba lê tê ra sa ma đà dạ e quần gà mê mu ni cha rê ya tha bi pha ma lô bốc phần quần na gần thần a hề tha yằng ba lê tê ra sa ma đà dạ e quần gà mê mu ni cha rê. À, như vậy thì trường âm, đoạn âm theo giọng kinh chúng ta có hai cách đọc. Bây giờ qua giọng kệ thì đây là một bài kệ tương đối dễ đọc, tám từ. Với tám từ này chúng ta chia làm hai và một lần đọc hai câu. À, thì một câu nương nhau để các âm điệu nó dễ nghe một tí ha. Dạ tha bi pha ma ro bum phang wan na gan thang a he tha yang ba le ti ra sa ma da yang e wan ga me mu ni cha re. Dạ tha bi pha ma ro bum phang wan na gan thang a he tha yang ba le ti ra sa ma da yang e wan ga me mu ni cha re. Như ông đến với hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy bậc thánh đi vào làng. Rồi xa trụ xít mít ta xít kim xít kim nhung xin mời ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ. Cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin đọc câu pháp cú số 49 hôm nay ạ. Ya tha bi pha ma ro bup phan wan na gan thang a e tha yang ba le ti sa ra ma da ya e wan ga me mu ni cha re. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường.
bí phá má là ba đoạn âm, vô trường âm thông thường, búp trường âm nhấn, phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quanh trường âm nhấn, ná đoạn âm, ganh trường âm nhấn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, hê trường âm thông thường, thá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gia thà bi pha ma rồ búp phăng quanh ná ganh thân a hê tha văn. Dạ con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Bá đoạn âm, lê trường âm thông thường, tí rá xá là ba đoạn âm, ma đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, ê trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga mê hai trường âm thông thường, mú đoạn âm, ni trường âm thông thường, chá đoạn âm và rê là trường âm thông thường. Ba lê tí ra sa ma đa giá ê quăng ga mê mu ni chá rê. Và con đọc lại hết bài. Gia thà bi pha ma rô búp phăng quanh na ganh thăng a lê tha văn. Ba lê tí ra sa ma đa giá ê quăng ga mê mu ni chá rê. Gia thà bi pha ma rô búp phăng quanh na ganh thăng a hê tha văn. Ba lê tí sa ra ma đa ya ê quăng ga mê mu ni cha rê. Như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa, lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ tha bi pha ma rô búp phăng quanh na ganh thăng a hê tha văn. Ba lê ti ra sa ma đa ya ê quăng ga mê mu ni cha rê. Chúng ta đọc xong kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị tâm đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Khà, một em, hai em, ba em, bốn em. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu, đã nghe rõ. Bốn người là quá quá hay rồi, tức là âm thanh được tốt rồi đó. Hôm qua con mắc đi công chuyện ở sư, con chạy đường trên xe đó, con nghe không có được, tức khoảng con cũng không trả bài luôn. Vậy từng tới chủ nhật từng tới con trả bài sư. Ôi, Châu Phan á, quá trời nghe gõ quá trời, còn cho bông hoa nữa mà không có vỗ tay vỗ chân gì hết trơn. Thôi đi trả bài đi để sư la nữa. Sư, cái gì mà xấu, cái gì mà đẹp á là người ta dành hết sư ha. Còn cái gì mà xấu, không có tốt á, là của sư hết đó sư. À, nếu mà sư nói con mỏ nhọn nhiều chuyện, cái đó là Đức Phật nói đó. Nhà sư á, là trong cái sức mạnh đó, nhà sư là, sức mạnh của nhà sư là nhẫn nại đó sư, nhẫn nại chịu đựng đó sư. Thành ra, ấy ông sư nào cũng nhẫn nại chịu đựng hết trơn á. Không ông sư nào nổi săn hết trơn, nổi săn là tiêu hết pháp rồi đó sư. Thôi giờ con trả bài ngày sư, sư ráng lắng nghe ngày sư. Rồi sư biết con đọc sai đúng ngày sư. Dạ con xin trả bài kinh hấp cú câu 49 nè. Giá thà phi ba ma rô phúc phần quanh ná gần thần a hề tha dần ba lệ ti ra sa mà đà giá ê hoàng gà mê mu ni cha rề. Giá thà phi ba ma rô phúc phần quanh na gần thần a hề tha dần ba lệ ti ra tha ma đà giá ê hoàng gà mê mu ni cha rề. Trời ơi, đọc muốn hơi muốn đứt thở luôn, con cố sức quá, có ngày quá cố rồi sư. Thôi con cho phân tích, con phân tích câu số 1 và câu số 2 ạ. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, bí phá má ba đoạn âm, rô trường âm thông thường,
bút trường âm nhắn, phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, câu số 2, quanh trường âm nhắn, ná đoạn âm, gần trường âm đọc ở trường âm nhắn, quên, gần trường âm nhắn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, hê trường âm thông thường, thá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Lâu lâu, ghê quá. Phải chú ý, không thôi là chết chắc. Giá thà, ok. Giá thà, phi ba ma rồ, phúc phần, hoành ná gần, thần á hề, thái dần. Ba lề, ti ra sa mà, đà giá ê, hoàng gà, mề, mu nì, cha rề. Phân tích câu số 3. Bá đoạn âm, lê trường âm thông thường, tí rá xá ba đoạn âm, ma đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, câu cúng cùi hay câu cuối cùng, e trường thường, e chứ không phải e con dê đâu, e trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga mê hai trường âm thông thường, mú đoạn âm, ni trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca trễ rồi dịch sang tiếng Việt Nam. Ba lê tí ra sa mà đà giá ê quăng gà mê mú nì cha rê. Giá thà phi pa ma rô phúc phần hoành ná gần thần á hề tha dặn. Ba lề ti ra sa ma đà giá ê quăng gà mê mu ni cha rê. Giá thà phi pa ma rô phúc phần hoành ná gần thần á hề tha dặn. Ba lề ti ra sa ma đà giá ê quăng gà mê mu ni cha rê. Giá thà phi pa ma rô phúc phần hoành ná gần thần á hề tha dặn. Ba lê ti ra sa ma đa ya e wang ga me mu ni cha re ya tha pi pa ma ro pop pang wan na gang thang a he tha yang ba lê ti ra sa ma đa ya e wang ga me mu ni cha re. Như ông đến với hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trong bản dịch này á, con thấy cái câu bậc thánh đi vào làng á, sư, con nguyên câu này con không có hiểu rõ cho lắm, nhưng mà khi mà con đọc của bản dịch của trưởng lão Pháp Minh á, thì con thấy con hiểu rõ hơn. Để con đọc cái bản dịch của trưởng lão Pháp Minh ha. Ví như ông lấy mặt không hại sắc hương hoa, vị sa môn hành khuất vào làng lại trở ra. Dạ, cái này là bản dịch của trưởng lão Pháp Minh đó. Trưởng lão thì có cái biệt danh là thiền minh sát khổ đó. Ai muốn hỏi pháp của sư phải ngồi thiền trước mặt sư ít nhất là 2 tiếng hay 6 tiếng gì đó, con nhớ không rõ đây sư. Dạ, con có sai cái gì xin sư sửa nha sư. Quý vị thấy tôi có sai gì không, quý vị sửa nha, quý vị chỉ bảo nha. Ôi trời, sao mà bông hoa nhiều vậy? Chỉ có 2 người vỗ tay vỗ chân thôi à, mấy người kia không có vỗ tay vỗ chân vậy. Thì cảm ơn quý vị nha, đã cho bông hoa tùm lum tùm la hết, không thấy sư cho kỹ móc gì hết trơn. Ông tức quá rồi, ông đi uống cà phê rồi. Dạ cảm ơn quý vị nha, mời hình như cô Hồng Thị Kim Nhung kế chiếc phải không? Dạ, mời cô nghe. Dạ xin trả máy rồi ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ Sư Trí Đức. Con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài. Dạ thà bi pha ma rô bốc phần hoàn na gần thằng a hề tha dằng ba lê ti ra sa ma đà gia ê hoàng gà mê mu ni cha rê. Gia thà bi pha ma rô bốc phần hoàn na gần thằng a hề tha dằng
Ba lê ti ra sa ma đa ya e wang ga me mu ni cha re. Như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích. Câu 1 và câu 2, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Phí, á, má là ba đoạn âm, rô là trường âm thông thường, bức là chén là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quan là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, gan là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, giăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ya tha bi pha ma ro phang quan na gan thăng a hê tha giăng. Bá là đoạn âm, lê là trường âm thông thường, tí, rá, xá là ba đoạn âm, ma, đa là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, trường âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga, mê là hai trường âm thông thường, mú là đoạn âm, ni là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Ya tha bi pha ma ro bup phang quan na gan thang a hê tha giang pa lê ti ra sa ma đa ya e wang ga me mu ni cha re. Con xin kể ạ. Ya tha bi pha ma ro bum phang quan na gan thang a hê tha giang pa lê ti ra sa ma đa ya e quang ga me mu ni cha re. Ya tha bi pha ma ro bum phang quan na gan thang a hê tha giang pa lê ti ra sa ma đa ya e quang ga me mu ni cha re. Như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ, thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 49. Ya tha bi pha ma ro phúc phăng quan na gan thăng a hê tha giang ta lê ti ra sa ma đa ya e quang ga me mu ni cha re. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, tí, phá, má ba đoạn âm, rô trường âm thông thường, búc trường âm nhấn, phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quan trường âm nhấn, ná đoạn âm, gan trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, hê trường âm thông thường, thá đoạn âm, giăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ya tha bi pha ma ro phúc phăng quan na gan thăng a hê tha giang. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Bá đoạn âm, lê trường âm thông thường, tí, rá, xá ba đoạn âm, ma, đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, ê trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga, mê hai trường âm thông thường, mú đoạn âm, ni trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Ta lê ti ra sa ma đa ya e quang ga mê mú ni chá rê. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 49. Ya tha bi pha ma ro phúc phăng quan na gan thăng a hê tha giang.
lê ti ra sa ma đa ya e wang ga me mu ni cha re ya tha pi pha ma ro phu phang wan na gan thang a he tha yang tha lê ti ra sa ma đa ya e wang ga me mu ni cha re như ong đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa, lấy ngụy, bậc thánh đi vào làng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Hồng Chí Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép đọc bài Yatha pi pa ma ro pu bang wan na gan tham wan na wan wan na gan thang a a he tha yang pa le pha lê tí ra sa ma đa yá e vang gá mê mu ni chá rê yá thà phí phá mát rô phúc bằng vang ná gần thân á thê thê thá yán pha lê tí ra sa ma đa yá e vang gá mê mu ni chá rê. Ông phân tích câu 1 và 2. Yá thà phí phá mát rô phúc bằng vang ná gần thân a hề tha yang giá đoạn âm tha trường âm thông thường phí phá hai đoạn âm má đoạn âm rô trường âm thông thường phúc trường âm nhấn văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm quan trường âm nhấn đá đoạn âm gan trường âm nhấn thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm á đoạn âm hê trường âm thông thường thá đoạn âm văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm yát tha phi pha ma ru pu pang wan na gan than a he tha yang. Câu 3 và 4. Pha lê ti ra sa ma đa ya e wang ga me mu ni cha re pha đoạn âm lê trường âm thông thường tí đoạn âm rá đoạn âm xá đoạn âm ma ya hai trường âm thông thường giá đoạn âm e trường âm thông thường quan trường âm đọc theo giọng nguyên âm ga mê hai trường âm thông thường mú đoạn âm ni trường âm thông thường chá đoạn âm rê trường âm thông thường phá lê tí ra sa ma đa phá lê tí ra sa ma đa giá ê hoàng ga mê mú ni chắc rê giá thà phi phá mắc rô phúc bằng hoàng nát cảm thần a hề thắt dần phá lê tí ra sa ma đà giá e vang ga mê mút ni chát rê như ông đến với hoa không hại sắc và hương che chở hoa lấy nhụy bậc thánh đi vào làng của Hòa Thượng Thích Minh Châu yán tha phi pha ma lo bum phang wa na gan thang a he tha yang pha le ti ra sa ma da ya e wang ga me mu ni cha re yan tha phi pha ma ro pum phang wan na gan thang a he tha yang pha le ti ra sa ma da ya e wang ga me mu ni cha re. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp.
Hello. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính đảnh lễ Quý Chư Tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 49. Yatha pifamaro puppan vanagan thang ahe thayang pale tiya samada ya e wanga me muni chale. Yatha pifamaro puppan vanagan thang ahe thayang pale tiya samada ya e wanga me muni chale. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yatha pifamaro puppan phần qua na gàm thằng a hề tha dằng. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, tí phá má ba đoạn âm, rô trường âm thông thường, bức trường âm nhấn, phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quan trường âm nhấn, ná đoạn âm, gan trường âm nhấn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, hê trường âm thông thường, phá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yatha pifamaro puppan vanagan thang ahe thayang. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Pale tira samada mada ya e wanga me muni chare muni chare. Tá đoạn âm, lê trường âm thông thường, tí rá xá ba đoạn âm, ma đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, ê trường âm thông thường, quan trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga mê hai trường âm thông thường, mú đoạn âm, ni trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường, ta lệ chia ca sa ma đa ya ê quan ga mê mu ni cha rê. Dạ, con xin đọc lại câu 4, câu pháp cú số 49. Yatha samaro puppan vanagan ahe thayang pale tisa samada ya e wanga me muni chare. Yatha pifamaro puppan vanagan thang ahe thayang pale tisa samada ya e wanga me muni chare. Sắc và hương che chở hoa lấy nhị bậc thánh đi vào lòng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin đọc kệ ạ. Yatha pifamaro puppan vanagan thang ahe thayang pale tira samadaya evangame muni chare. Và tha ti pha mà rô phúc sẵn và na gan thăng à hê tha dân ta lê ti la sa ma đa ya e quang ga mê mu ni cha rê. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, và có gì sai nhờ đạo nhờ Sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Cảm ơn Giang Nhật Hà đã post bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Con
Dạ con xin đảnh lễ sư Chí Đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú số 49. Yat tha bi pha ma ro pup phang wan na gan thang a he tha yang ba le ti ra sa ma da ya e wang ga me mu ni cha re. Yat tha bi pha ma ro pup phang wan na gan quần na gạn thằng a hề tha dần giá đoạn âm tha trường âm thông thường bí phá má ba đoạn âm rô trường âm thông thường cúc trường âm nhấn phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm quần trường âm nhấn ná đoạn âm gạn trường âm nhấn thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm a đoạn âm. Dạ nghe, dạ có nghe không ạ? Hello, dạ đạo tràng có nghe không ạ? Dạ. Con xin đọc câu thứ hai. Ba lê tí ra sa ma đa đà giá ê quần gà mê mũ nì cha rê. Ba. À, còn bên này cái chữ á hề tha dần luôn chữ á là đoạn âm, hề trường âm thông thường, thá đoạn âm, dần trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, lê trường âm thông thường, tí rá xá ba đoạn âm, ma đa trường âm thông thường, giá đoạn âm, ê trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gà mê hai trường âm thông thường, mú đoạn âm, ni trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Giá thà bi pha ma rô. Ồ, con xin đọc lại câu 3, câu 4. Ba lê ti ra sa ma đa giá ê quần gà mê mu ni cha rê. Giá thà bi pha ma rô bút phần quần na gần thần a hề tha dần ba lê ti ra sa ma đà giá ê quần gà mê mu ni cha rê. Giá thà bi pha ma rô bút phần quần na gần thần a hề tha dần ba lê ti ra sa ma đà giá ê quần gà mê mu ni cha rê. Như ông đến với hoa không hại sắc và hương che chở hoa lấy dị bậc thánh đi vào làng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ, con kệ câu này. Gia tha bi phá mà rô bực phần. Dạ con xin xuống mít, con xin lỗi đạo tràng, con xin xuống mít. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Chí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu, con xin đọc câu kinh pháp cú số 49 ạ. Ya tha pi pha ma ro bu phang wan na gan thang a he tha yang ba lê ti ra sa ma đa cha e quang ga me mu ni cha re. Ya tha pi pha ma ro bu phang quan na gan thang a he ya tha yang ba lê ti ra sa ma đa cha e quang ga me mu ni cha re. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Ya tha pi pha ma ro bu phang quan na gan thang a hề tha dặn. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, tí phá má là ba đoạn âm, rô là trường âm thông thường, phúc là trường âm nhấn, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Quan là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, gan là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại.
cha tha pha ma ro búp phang quanh na gan thằng a hề chăng. Con xin đọc và phân tích câu 3, câu 4. Pa lê ti ra ma da ya e wang ga me mu ni cha re. Pa là đoạn âm, lê là trường âm thông thường, tí rá xá là ba đoạn âm, ma đa là hai âm thông thường, giá là đoạn âm ạ. Ê là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga mê là hai trường âm thông thường, mú là đoạn âm, ni là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả bài. Giá thả pi pha ma rô búc phẳng quần na gần thằng a hề tha chẳng. Ba lê ti ra sa ma đà ya e quang ga mê mu ni cha rê. Ya tha pi pha ma ro búp phang quan na gan thang a hê tha chăng. Ba lê ti ra sa ma đà ya e quang ga mê mu ni cha rê. Như ong đến với hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhị bậc thánh đi vào làng. Con xin kể. Yatha pi pha ma ro bum phang quan na ga thang a he tha yang. Pa le ti ra sa ma da cha e quang ga me mu ni cha re. Yatha pi pha ma ro bum phang quan na ga thang a he tha yang. Pa le ti ra sa ma da cha e quang ga me mu ni cha re. Dạ con đã đọc và kể xong ạ. Con có sai thì con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Cảm ơn Danh Nhật Hà đã bốt bài. Cảm ơn quý đạo hữu. Con xin xuống mic. Con mời vị kế tiếp ạ. Con chưa thấy ai ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú số 49 ngày hôm nay ạ. Dạ thà bi pha ma rô búc phăng hoành na gành thằng á hề tha dần. Ba lê ti ra sa ma đà ya e hoàng gà mê mu ni cha rê. Yatha bifamaro búp phăng hoành na gành thằng a hề tha dần ba lê ti ra sa ma đà ya e hoàng gà mê mu ni cha rê. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yatha bifamaro búp phăng hoành na gành thằng a hề tha dần. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, bí, phá, má là ba đoạn âm, rô là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quăng là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, ganh là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, dăng là âm đập pha ma rô búp phăng hoành na gành thằng a hề tha dần. Dạ câu số 3 và câu số 4. Ba lê ti ra sa ma đà ya e hoàng gà mê mu ni cha rê. Ba là đoạn âm, lê là trường âm thông thường, tí, rá, xá là ba đoạn âm, ma, đa là hai trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ê là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga là trường âm thông thường, mê là trường âm thông thường, mú là đoạn âm, ni là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Ba lê ti ra
Samada ya e wang ga me muni cha re. Dạ con xin đọc lại ạ. Ya tha pifamaro bup phang quan na gan thang a he tha yang pa le ti ra samada ya e wang ga me muni cha re. Như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Dạ tha bi phá ma rô bùm phăng, quanh na gan phăng, a hê tha dăng. Ba lê ti ra sa ma đa dạ e quang ga mê mu ni cha rê. Ya tha bi pha ma ro bum phang wan na gan thang a he tha yang ba li ti ra sa ma da ya e wang ga me mu ni cha re. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ bây giờ con thấy bàn tay của Xích Hà, lâu quá không thấy Xích Hà. Dạ mời Xích Hà. Dạ nam mô Phật Thầy, dạ nam mô Tham Mai, dạ nam mô Sang Thầy, dạ dạ con kính đảnh lễ ngài Chí Đức Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng, con xin trả bài. Dạ tha bi Brahmano bút phan hoàn na gần thằng a hề tha dần ba lê ti rát sa ma đa ya e wang ga me mu ni cha re. Dạ tha bi Brahmano bút phang quan na gan thang a he tha yang ba le ti sa ma da ya e wang ga me mu ni cha re. Như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhị, bậc thánh đi vào làng. Con xin phân tích. Giá trường âm đoạn âm thà trường âm thông thường ý đoạn âm Brahm trường âm Brahmano con không nhớ Brahm trường không biết cái này có lộn Brahm trường âm nhấn má đoạn âm rô trường âm thông thường trường âm nhấn phần trường âm thông thường và phần trường âm đọc thì đọc nguyên âm quan trường âm nhấn ná gá ná đoạn âm gan trường âm nhấn thằng trường âm đọc thì đọc nguyên âm á đoạn âm hê trường âm thông thường thá đoạn âm dăng trường âm đọc thì đọc nguyên âm. Dạ, con xin phân tích lại. Brahm đoạn âm. Má đoạn âm rô trường âm thông thường bút đoạn trường âm nhấn phân trường âm đọc thì dạng nguyên âm. Yatha bi Brahmano. Dạ, bút yatha bi brahmaro buffang wan nagan ahe tha yang ba đoạn âm lê trường âm thông thường tí đoạn âm ra trực đoạn âm ra xá hai đoạn âm ma trường âm thông thường ma đa hai trường âm thông thường giá đoạn âm e trường âm thông thường quan trường âm đọc theo giọng nguyên âm ga trường âm thông thường ga mê hai trường âm thông thường mú đoạn âm ni trường âm thông thường chá đoạn âm rê trường âm thông thường ba lê ti ra sa ma đa giá e quan ga mê mú ni chá rê. Yatha bi Brahmano bút phăng hoàn na gát thằng a hề tha dần
ba lê ti ra sa ma đa ya e vang ga me mu ni cha re ya tha bi bram ma ro pu phang wan na gan thang a he tha yang ba lê ti ra sa ma đa ya e vang ga me mu ni cha re Yatha bi brahma ro buk phang wan na gan thang a he tha yang ba le ti ra sa ma da ya e vang ga me mu ni cha re. Như âm đến với hoa không hài sắc và hương cho chở hoa lấy những yêu bậc thánh đi vào làng. Bạn được hoa thưởng thức bên trong. Dạ. Con xin... con lâu quá con chưa không bây giờ bao trang nên con cũng lụng cụm. Mà con xin trao mít lại. Alo, 123, 123. À, Sích Hà ơi, à, Huynh Giang Nhật Hà đã nhắc ai mà cũng đọc cái từ đó mà đọc lộn hoài vậy à? Cái từ đó sao mà đọc lộn hoài sao kỳ vậy Sích Hà? Chữ Pháp Ma Rồ không? Pháp Ma Rồ Yatha Bipamaro sẽ làm gì đâu mà chữ Brahm gì chỗ này ha? Chữ Phá, chữ Ma là hai đoạn âm vậy mà đọc cái chỉ có hôm nay sao cứ thà bị phân tâm hay là sao á, chứ ai đọc cũng hay cả mà. Ừ, thế nào cũng là lạ hả? Lạ cái gì? Rõ ràng là chữ Phá Má Rô hai đoạn âm, một trường âm thông thường, vậy mà sao mà lạ vậy hả? À, như vậy là muốn tạo một sự chú ý cho người khác phải không? Cho nên hôm nay đọc là lạ để coi bà con có chú ý hay không. À, Sít Hà, à, Sít Hà muốn tạo một sự chú ý cho người khác ha. Chắc vậy luôn, trời khổ đế à. Đọc sai thì chỉnh sửa lại, đọc vậy nghe không giống ai nha. À, cố gắng nè. Pháp Ma Rồ, Pháp Ma Rồ, Huynh Giang Nhật Hà đã nhắc rồi chứ không phải là không. Thì chỉnh lại chỗ đó một chút ha. À, chỉ có sai chỗ đó thôi chứ không có sai chỗ nào hết. Rồi bây giờ còn vị nào đọc nữa không? Không đọc thì đi vào duyên sự, đi vào tự vận. À, Xích Nhật Quỳnh, Sa Thu. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Thanh Hoàng, cảm ơn Xích Kim, chị Metta và Tina cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Đạo Men. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con xin phép được ông bài. Dạ, con hôm nay con có việc con đi ra ngoài. Ồ, Sa Thú bằng tay là men, vậy cho Nhật Quỳnh ở ngoài trước nha. À, nên con về trễ, là con không có ngồi trước máy nên con không biết thầy đọc trúng đọc sai. Dạ, xin Ngài và Đạo Tràng hoàn thiện cho con. Gia thà bi pha ma rờ bụp bằng hoàn na gành thằng á hề thả dằn. Ba lệ ti ra sa ma đa ê quăng gà mê mu ni cha rê. Gia thà bi pha ma rô bục phăng. Con đọc sai rồi.
Ya tha bi pa ma ro bup bang wa na gan thang a he tha yang. Ba le ti ra sa ma da ya e wang ga me mi cha đề. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường. Bi pha má, ba đoạn âm, rô trường âm thông thường, búp trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quanh trường âm nhấn, ná đoạn âm, ganh trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, hê trường âm thông thường, thá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gia thà bi pha ma rô búp bằng hoàn na gành thằng a hệ thả dăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Bá đoạn âm, lê trường âm thông thường, tí, rá, xá, ba đoạn âm, ma, đa, hai trường âm thông thường, giáng âm, ê trường âm thông thường, quan trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga, mê, hai trường âm thông thường, mũ đoạn âm, ni trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Ma lệ ti ra sa ma đa ya ê quăng gà mê mu ni chá rê. Gia thà gia bi pha ma rô bục bằng quan nà gành thằng a hê thà văn. Ba lệ ti ra sa ma đa ya ê quăng gà mê mu ni chá rê. Như âm đến với hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhị bậc thánh đi vào làng. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu, con xin được kể. Và thả bi pha mà rỡ búp phăng quanh na ganh thăng a hệ tha văn. Bà lệ ti ra sa ma đa ya ê quan ga mê mu ni cha rê. Và tha bi pha ô búp phăng quanh na ganh thăng a hệ tha văn. Bà lệ ti ra sa ma đa ya ê quan ga mê mù nỉ cha rê. Dạ, con đã đọc và phân tích. Nếu con có sai, con thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Dạ, con thành kính lãnh lễ tri ân chư trung đức nhục bình chính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú bằng tay đờ men, sa thú bằng tay của xích hà. Dạ, mời đờ men nha. Nam mô bích thà dạ, nam mô tham mà dạ, nam mô sang khà dạ. Con xin đảnh lễ chư đại đức tăng, quý bà quý cô tu nữ và xin kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Con xin phép được đọc câu kinh pháp cú số 49. Yatha bi pamaro bup bang vam na gan thang a hi tha yang. Ba le ti ramasa da ya e bang ga me muni cha re. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giác thà bi phá ma rô búp phần vần ná gần thằng a hề thá dần. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Bi phá má là ba đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Búp là trường âm nhấn, phần là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Văn là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, gan là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, hê trường âm thông thường, thá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. Ba lê tí ra sa ma đa ya y bằng ga mê mu ni cha rê. Bá đoạn âm, lê trường âm thông thường, tí đoạn âm, ra xá hai đoạn âm, ma đa hai trường âm thông thường, giá đoạn âm, ê trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga mê hai trường âm thông thường, mú đoạn âm, ni trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Đọc lại bốn câu. Giá tha bi pha ma rô búp phần quanh na ga thằng a hì tha dằng.
ba lê ti rasa ma da ya e bang ga me mu ni cha re. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: như âm đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa, lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Dạ con xin xuống, xin mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, Dạ Nam Mô Thầm, Dạ Nam Mô Sanh Thầy. Dạ con đọc sai nên thầy con cho con đọc lại lần nữa. Yatha bi phamaro bút phần hoàn na gần thằng a hề tha dân ba lê ti ra sa ma đà ya e quang ga me mu ni cha re. Yatha bi phamaro bút phần hoàn na gần thằng a hề tha dân ba lê ti ra sa ma đà ya e quang ga me mu ni cha re. Dạ con xin trả mít bài đạo tràng, và dạ, con có sai xin chứng sửa cho con. Dạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Xích Hà. Mến chào nhiều quan người giao đạo tràng. Nam mô Bích Thái. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Như quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, gia bạch sư, bạch đệ đức, đệ đức, sư có nghe được âm thanh không? Con không thưa cho con một tín hiệu bạch sư. Dạ, con thấy Hà đi xuống rồi mà không có thấy bàn tay của ngài, không có thấy tín hiệu của ngài nâng thỉnh sư. Dạ, sư có nghe được không bạch sư? Dạ, sư có thể ôn bài không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, một lần nữa đại đức Tuệ Đức có nghe được âm thanh của con không ạ? Rồi, vậy là sư không có trước máy rồi. Dạ, bây giờ thì con không có thấy một bàn tay của vị nào nữa. Con thỉnh đại đức Tuệ Đức cũng không thấy bạch ngài. Vì con xin thay mặt đạo tràng, con kính dâng bích đến ngài ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Kính lễ đại đức Pháp Tràng, kính lễ đại đức Tuệ Đức. Mình chào cô Như Quan, lâu quá mới gặp ha. Hôm nay câu Phật ngôn này rất là tuyệt vời. Quý vị thấy câu Phật ngôn 49, khi mà đưa lên câu Phật ngôn này thì trong đạo tràng của chúng ta có vị đang bị bệnh ho, như là ho mà ho cả đạo tràng đều nghe luôn nhưng mà rồi ho to quá rồi cái lấy băng keo bịt miệng lại thế mà câu Phật ngôn này hấp dẫn đến đổi có một vị đưa tay lên và đọc nghe rất là trôi chảy, không còn thấy ho nữa. Quý vị thấy những cái điều kỳ diệu mà trong Phật giáo. Cái gì? Nhà giàu mà trùm sọ hả? Phát sợ là sao? Rồi, bây giờ nghe từ vựng ha. Quý vị đọc, chúng tôi không thấy vị nào sai hết, chỉ có một mình Xích Hà muốn tạo sự chú ý cho người khác cho nên đọc lấy lái đi một chút thôi. Không sao. Đạo tràng nhất là Vinh Giang Nhật Hà là nghe là biết liền Thôi thì bây giờ chúng ta đi vào trong ý nghĩa tự vận ha. Câu Phật ngôn 49, một câu Phật ngôn rất là đặc biệt. Yatha Vipamaro Bup Phận. Câu đầu tiên Yatha Vipamaro Bup Phận. Câu này có ba từ. Trong ba từ thì chúng hãy tìm hiểu ý nghĩa của ba từ này. Yatha Vipamaro Bup Phận. Chữ Yatha Vip do hai từ, tức là
Cái từ Yatha là một và Appi là hai. Yatha đây là một trạng từ quan hệ giống như, ví như, dường như. Rồi chữ bí là Appi, đây là một liên từ. Cũng ngay cả. Vậy thì Yatha bí, Yatha bí cũng giống như, Yatha bí cũng giống như. Rồi từ thứ hai, từ thứ hai Phamaro, do cái từ Phamara nó là một danh từ nam tính Akaran Tapum Linga. Phamara khi đứng làm chủ từ số ít Bathaman Ekavachana Vipatti thì Phamara biến thành Phamaro. Phamaro là loài ong hay là con ong. Chính con ong này nó chết đau quá cho nên Sikha đọc cãi đi, không dám đọc là Phamaro. Phải không Sikha? Rồi, chữ Búp Phăng do cái từ Búp Phá. Búp Phá là một danh từ trung tính Akran Tanapum Sakalinga. Và Búp Phá được chia theo đối các số ít đối tỷ giá vì phát tí e cao quá trình á. Búp Phăng có nghĩa là bông hoa, bông hoa. Và câu số 2 để hai câu này bổ sung với nhau. Quanh na gan thần a hề tha dần, quanh na gan thần a hề tha dần. Chữ quanh na gan thần do hai từ quanh na và gan thần. Quanh na nó là một danh từ nam tính Akaran Tapum Linga. Quanh na là màu sắc hay là dung sắc. Nếu mà nói về con người, nói về bông hoa thì màu sắc. Rồi chữ ganh thân do cái từ ganh tha. Ganh tha là một danh từ nam tính Akran Tapum Linga. Ganh tha được chia theo đối các số ít đối trị giá quỳ phát tí ê có quá trình á. Cho nên ganh tha biến thành ganh thân. Ganh thân là mùi hương, mùi hương. Vậy thì hai từ này quanh lá ganh thân có nghĩa là sắc đẹp và hương thơm. Sắc đẹp, hương thơm. Sắc đẹp, hương thơm. Rồi cái từ cuối cùng ahe tha dần. Ahe tha dần, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước có nghĩa là không. Rồi hê thái dân, hê thái dân một hiện tại phân từ, một hiện tại phân từ hê thái dân tá. Hê thái dân tá có nghĩa là trong khi làm tổn hại hay là trong khi gây hại, mà có chữ á ở phía trước có nghĩa là không. Hê thái dân đứng trong cái dạng gọi là đổi cách đối trị giao vì phát tí ê sau quá trình á. A hề thái dần trong khi không làm tổn hại, trong khi không làm tổn hại. A hề thái dần vậy thì câu 1, câu 2 Yatha Vipamaro Búp Phăng Quanh Na Gan Thần A Hề Tha Dần. Cũng giống như loài ong sau khi lấy nhụy không làm tổn hại bông hoa. Sau khi lấy nhụy không làm tổn hại bông hoa.
Alo, chị Kim có vấn đề gì? À, xin mời Phật nghe chị Kim ha. Con xin kính chào sư giới đức, các sư, các cô tư nữ và quý tử. Sư sư nói cái chữ mà á hề tha dần nó là dutiya. Sư nhân con nghĩ rằng nó có thể là Pattama Vipatti đó sư. Tại vì chữ a-he hê tha dân á, nó là Napung Sakalinga, nó là danh từ trung tính đó sư. Danh từ trung tính mà khi mà nó chia đó, Pattama Vipatti và Dutiya Vipatti Ekavachana đó sư, thì nó giống nhau với sư, nó cuối cùng bằng chữ M có một ruồi đó sư. Con thấy giống vậy, mà con thấy trong sách cũng nói giống như vậy đó, thì con không biết như thế nào, con chỉ đưa ý kiến vậy thôi. Tại vì danh từ trung tính đó sư, nó kỳ lắm. Nó lúc mà nó chia đó, cái Pattama Vipatti và Dutiya Vipatti mà Ekavachana đó, thì nó giống nhau đó sư. Con dễ bị lộn, nó cũng tư tưởng nó là Dutiya, nhưng có khi nó là Pattama đó sư. Con chỉ có ý kiến vậy thôi, con xin trả máy lại cho sư và cảm ơn sư ạ. Sa thú sĩ kiệm nhất trí. Đây là một danh từ trung tính, do con ngữ hết cộng với anh ta. Sa thú quý vị bổ sung ý kiến để cho những cái từ này được sáng tỏ. Đây là một cái điều chúng tôi rất là hoan hỷ. Rồi chúng ta tiếp tục câu số 3 ha. Câu số 3 đại khái ý nghĩa giống như vậy, nhưng mà trong cái cách chia nó hơi bị rất mấy nhỉ, rất là lượm lên. Alo, rất là lượm lên chứ có gì đâu ha. Thì với cái ý nghĩa tiếng Việt chúng ta thấy rằng nó tương đối ha, còn trong cái văn phạm thì hơi rắc rối một chút, nếu mà quý vị đi sâu vào đó thì dễ nói hơn. Còn người biết người không biết thì chúng ta chỉ hiểu cái dụng thôi, còn cái thể nó đại khái ha, tức là mục đích của câu Phật ngôn này nói lên cái gì, đó là điều quan trọng. Còn đi sâu vào trong từ ngữ thế này thế kia thì quý vị hãy dừng lại, hãy dừng lại, đừng đi sâu quá. Đi sâu quá rồi chúng ta kẹt trong chữ nghĩa. Rồi bây giờ qua câu số 3. Ba lê tít rát sắp mà đà giá câu số 3. Chữ ba lê tít đây là một động từ nói lên ý nghĩa là bay đi, rời bỏ. Bay đi hay là rời bỏ, ba lê tí. Nếu mà thêm dấu huyền ở trước thì nó lại khác nha. Còn đây là chữ ba chứ không phải ba ha. Rồi bay đi rời khỏi. Rồi sao nữa? Ra sắp mà đà giá. Ra sắp mà đà giá ở đây do hai từ, cái từ ra sân cộng với a đà giá. Chữ ra sân do cái từ ra sa. Ra sa là một danh từ nam tính, ác răng ta phung linh giá. Và chữ ra sa này được chia theo đổi cách số ít đu tì giáo vì phát tì ê cao quá trình á. Ra sân có nghĩa là hương vị, mà hương vị ở đây ám chỉ về bông hoa, tức là cái nhụy của hoa, cái nhụy của hoa. Rồi a đa giá, a đa giá đây là một cái động từ bất biến ha, mang đi lấy đi, mang đi lấy đi. Ra sa ma đa giá,
Rasamadaya là lấy đi cái nhụy, lấy đi cái hương vị của bông hoa. Ở đây cái câu số 3 này nói lên là con ong á, như ở những cái câu trên á, là chữ Phamaro nó bay đi, nó lấy cái nhụy của bông hoa, hoặc là nó lấy cái hương vị của bông hoa, nó bay đi. Và câu cuối cùng, Ewangame Muni Chare, Ewangame Muni Chare, Ewang là một trận từ như vậy. Game do cái từ Gama, nó là một danh từ nam tính, Akran Tapum Linga. Và chữ Gama này được chia theo định sở các số ít Satami vì phát tí ê có quá trình hả. Cho nên chữ Gama biến thành Game. Game là ở trong làng. Rồi chữ Muni do cái từ Muni. Muni là một danh từ nam tính Ý Kran Tapum Ringa. Và chữ Muni này được chia theo chủ từ số nhiều, tức là Bathama Bahu Vachana Vipati, những vị hiền trí, những vị hiền trí. Rồi chữ Chare, chữ Chare do cái động từ charati ha. Đây là một cái động từ số ít, đi lang thang hay là sống hay là thực hành, mà đi lang thang đối với người tu sĩ có nghĩa là đi khất thực. Đi khất thực thì không chọn một vị trí nào, tức là không có chọn một cái hướng đi cố định, mà đi lang thang ở đây tức là đi gieo duyên, gọi là hôm nay đi chỗ này, ngày mai đi chỗ khác, chứ không có cố định một chỗ nào mà người ta cho mình vật thật nhiều rồi cái mình cứ tới chỗ đó hoài, gọi là đi lang thang cái kiểu như vậy. Rồi câu Phật ngôn 49 cho chúng ta một ý nghĩa, cũng giống như loài ong sau khi lấy nhụy rồi bay đi mà không làm tổn hại bông hoa, vẻ đẹp và hương thơm. Những bậc hiền trí đi lang thang ở trong làng là tương tự như thế. Xin đọc lại ha. Cũng giống như loài ong sau khi lấy nhụy rồi bay đi mà không làm tổn hại bông hoa, vẻ đẹp và hương thơm. Vị hiền trí đi lang thang ở trong làng là tương tự như thế. Ngài Hòa Thượng Giới Đức phố thơ lục bát thế này: như ông kiếm tí mật thôi, sắc hương chẳng hại, lá chồi cũng không, khẽ khàng chút nhụy lót lòng, bậc thánh cũng vậy, thông dong vào làng. Như ông kiếm tí mật thôi, sắc hương chẳng hại, lá chồi cũng không, khẽ khàng chút nhụy lót lòng, bậc thánh cũng vậy, thông dong vào làng. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài với thể thơ Ngũ Ngôn: như ông đến cửa hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Rồi, bây giờ chúng ta hãy nghe duyên sự câu Phật ngôn này. Rất là tuyệt vời. Với câu Phật ngôn 49, khi quý vị nghe cái duyên sự này thì quý vị sẽ có những cái sự thắc mắc. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi ngự tại thành Sawatthi. Mà thành Sawatthi thì có một cái ngôi chùa nổi tiếng,
đó là chùa gì? Alo, quý vị còn nhớ cái chùa đó không? Một ngôi chùa nổi tiếng tại thành Sawatthi. Alo, chùa này do ông Anathapindika xây dựng. Vậy cái chùa đó tên là chùa gì? Chúng ta thấy ở Sài Gòn cũng có chùa đó, mà ở Washington DC cũng có ngôi chùa đó. Và chùa đó tên là chùa gì? Chề tóc anh á, viết chữ kỳ viên là thấy, viết chữ kỳ viên là thấy, chề tóc anh á, đó. Thì tại cái chùa Chê Tóc Quỳnh Á này, Đức Phật đã đề cập đến một cái ông bá hộ. Mà ông bá hộ này có một cái tên đặc biệt, Machariya, Machariya. Rồi ai viết thử coi đúng không? Viết đúng đây nè, thì quý vị sẽ nhớ. À, chắc là câu Phật ngôn 49 đề cập đến ai? Đến cái ông Machariya, đó, cái tên này đó, chứ Kim không biết, biết bậy mà cũng đúng ha. À, hay ha. Rồi Machariya, rồi chữ bự bự, con xanh xanh đỏ đỏ như sức nhật quỳnh, thấy rõ. Còn viết cái chữ mà đuôi than vậy là nhìn mắt mờ con mắt mới thấy. Rồi. Ê, tại chùa Kỳ Viên ha, tại thành Sawatthi ha. Nhưng mà câu chuyện lại xảy ra ở tại thành Rajagaha. Rajagaha là thành Vương Xá. Ở kinh thành Vương Xá, tức là từ Sawatthi này với Rajagaha thì không có bao xa. À, có một cái thị trấn tên là Sakkara. Và nơi đó thì có một con bá hộ tên là Machariya Kosiya. Machariya một Kosiya. Kosiya có nghĩa là keo kiệt ha. Còn cái ông này tên là Machariya. Cái ông này là một người đại gia, một tướng giả, tài sản lên đến 800 triệu đồng tiền vàng. Và ông bá hộ này chẳng có bao giờ bố thí cho ai, hoặc là tự mình tiêu xài tài sản, dù chỉ là nhỏ nhen như là rốt dầu trên đầu con cỏ. Cho đến những người thân thích rụt rà như vợ con ở trong nhà, hoặc là các bậc xuất gia như Sa Môn, Bà La Môn chẳng hạn, cũng không ai được hưởng cái phần gia tài khổng lồ mà ông cứ bo bo gìn giữ như là một cái hồ nước đầy, không dám cho hao hết dù là một giọt nước. Một hôm sau khi xuất đại định, vào buổi sáng sớm, bậc đạo sư dùng Phật nhãn quan sát coi thế gian này có chúng sanh nào đủ duyên lành để tế độ. Và ngài thấy ở cách xa ngài độ 45 tuần có hai vợ chồng con trưởng giả Machariya Kosiya. Hai vợ chồng này có duyên lành chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn trong ngày đó. Và cách đây mấy hôm trước, ông trưởng giả này có vào thành Rajagaha để ý kiến đức vua. Sau khi bãi chầu, trên đường đi về, ông có gặp một người dân quê đó đang nhai ngấu nghiến một ổ bánh tàn ong mà chất đầy cái ván sữa của một món lành lắm, làm ông rất thèm. Khi về đến nhà, ông nghĩ thầm, nếu mà tao hở môi mà nói ra là muốn ăn bánh tàn ong thì chắc có nhiều đứa cũng muốn ăn chung với tao. Và như thế thì phải tốn hao mè, gạo, bơ, đường, than, củi, đủ thứ. Thôi thì tốt hơn, không nên nói cho ai biết. Rồi ông ta ráng dằn cái tâm đè xuống cái sự thèm khát. Rồi ông bỏ đi thất thơ ở chỗ này, chỗ kia để cho quên đi cái sự thèm muốn đó. Nhưng mà càng đi nhiều thì càng thấy đói bụng, võ vàng, gầy guộc.
mình nổi răng xanh, chứ không có khuây khỏa được cái sự thèm khát. Rồi chúng ta tiếp tục vào phòng riêng, nằm úp xuống trên giường, cho đến khi mình cái nước miếng mà ông ta coi như chảy rõ rã xuống mà không chịu nói với ai hết, chỉ vì ông ta sợ hao hụt cái kho tàng của chính mình. Khi mà nằm úp xuống ở trên giường dằn cơn thèm khát như vậy, thì bà vợ ông ta đi vào đấm lưng cho chồng và nói: "Ô, hôm nay mình đau cái bệnh gì vậy?" Ông ta trả lời: "Tao không có đau ốm gì hết á." "Ồ, hay là mình bị đức vua khiển trách?" "Đức vua cũng không có phiền trách gì ta hết á." "Hay là con cái hoặc tôi tớ trong nhà làm cái điều gì mà ông phật lòng phải không?" "Cũng chẳng có đứa nào làm tao phật ý." "Ồ, thế thì mình có thèm cái món gì hay không?" Nghe người vợ hỏi như vậy, ông ta giật mình, lặng thinh, sợ nói ra thì thất thố, mà có thể làm hao tổn đến kho tàng của mình. Bà trưởng giả không nghe ông trả lời, mới lặp lại câu hỏi: "Mình à, hay là mình thèm cái món gì?" Ông không dám nói lớn, mà chỉ nói ấm ớ trong cổ họng: ta thèm ăn một món." Khi mà nghe như vậy thì bà hỏi: "Thèm ăn món gì?" "Ta thèm ăn cái món tàn ông, cái bánh tàn ông." Rồi bà vợ mới nói: "Chỉ có vậy mà không nói cho tôi biết, để dường nhiên thèm để làm gì? Bây giờ tôi cứ làm một cái ổ bánh để đãi cả cái thị trấn sắc cả này." "Ê, bà lo cho nhiều người chi vậy? Họ muốn ăn thì họ cứ lo làm đấy mà ăn." "Ồ, như vậy thì tôi làm một ổ bánh vừa đủ để đãi tất cả gia nhân ở trong khu phố này thôi." "Tôi dư biết là bà giàu có lớn lắm mà." "Ồ, thế thì tôi sẽ làm một ổ bánh vừa cho cả gia đình của mình ăn. Tôi biết bà có cái tật là hay lo cho người khác." "Ồ, thế thì tôi làm một ổ bánh vừa đủ cho vợ chồng con cái mình ăn thôi." "Không được, con cái ăn làm gì cái bánh này?" "Ồ, thì vậy tôi sẽ làm vừa đủ để ông và tôi dùng thôi." "Bà không thèm mà ăn làm cái gì?" "Vậy thì để tôi làm một cái vừa đủ mình ông ăn. Nếu mà bà nấu bánh ra tại đây thì sẽ có đứa biết mà đến ăn chực. Bà hãy chừa gạo tốt ra, lấy cái loại tấm mẳng mẳng, rồi cứ khuôn cái lò nướng và chút ít sữa tươi bơ lỏng mật ong đường mình trên lầu 7 ở đó, và nướng ngay tại chỗ đó để tôi ngồi tôi ăn. Tôi thôi được rồi, điều cần thiết lên túc trên lầu thượng, rồi cho các nữ tỳ xuống hết, mới kêu ông trưởng giả lên. Trưởng giả trước hết là lo đi đóng kín các cửa lại, gài then cẩn thận, rồi mới lên lầu 7, đóng cửa biết buồn, ngồi ở trong phòng. Ông bảo bà đốt lò làm bánh nướng cho ông ăn. Khi ấy vừa bình minh, bậc đầu sư gọi ngài Moggallana đến và dạy rằng: "Này Moggallana, cách thành Rajagaha không xa, nơi thị trấn Sakkara có một ông trưởng giả tên là Macchariya. Ông muốn ăn cái bánh tàn ong, nhưng mà sợ người ta ngó thấy, cho nên bảo vợ làm cái bánh nướng ở trên lầu tầng thứ 7. Ngươi hãy đến nơi đó thu phục cho được ông trưởng giả, bảo mẹ theo cả bánh sữa, bơ, đường, mật, rồi dùng thần lực đưa cả hai vợ chồng về chùa Kỳ Viên. Hôm nay Như Lai sẽ ngồi thọ thực tại chùa cùng với 500 vị tỳ kheo." Ngài Moggallana, Bạch Đức Thế Tôn xa tu lành thay,
Rồi văn lệnh Đức Bổn Sư, Ngài dùng thần thông bay đến thị xã Sắc Cà Đá. Đến trước cửa nhà, cửa sổ tòa lầu đài thứ bảy của ông trưởng giả, Ngài Mốc Văn La Na đứng giữa hư không với tám y quả bát trang nghiêm rực rỡ, chói lòa như là ngọc mani. Ông trưởng giả trông thấy Ngài Mốc Văn La Na thì ở trong tâm rung động, ông nghĩ ta đã sợ gặp mặt những cái người như vậy cho nên mới lên tới chỗ này. Vậy mà ông này còn theo ta lên đứng nơi cửa sổ. Cho nên ông trưởng giả mới nói rằng: này ông Sa Môn ơi, không có bắn cho ông đâu, ông hãy đi đi. Không về, Ngài Mốc Văn La Na đã quyết chí phi hành cho được sứ mạng rồi mới chịu đi. Cho nên Ngài lặng thinh đứng nơi đó. Ông trưởng giả Bách Cha Địch Giả nổi sung lên, nổi khùng lên, nói với cái giọng mất bình tĩnh như là muối mà được ném vào lửa đỏ: này ông Sa Môn kia, ông đứng đó mà làm cái gì vậy? Ông có thể đi lên đi xuống làm thành một con đường mòn giữa hư không, nhưng mà rốt cuộc ông cũng không được cái gì đâu. Ngài Mốc Văn La Na liền đi tới đi lui ngay trước cửa sổ ở giữa hư không. Khi đi thấy như vậy thì ông trưởng giả lại tức mà nói rằng: ông có đi tới đi lui nạc chi để cho mọi người thấy, chỉ mỏi chân của ông thôi. Ông có thể ngồi kiết già giữa hư không, nhưng mà nếu có là như vậy ông cũng chẳng được một miếng bánh nào đâu. Ngài Mốc Văn La Na khi nghe như vậy thì liền xếp chân ngồi kiết già giữa hư không. Ông trưởng giả thấy là nói rằng: ông ngồi giữa trời mà làm cái gì? Ông có thể đến ngay trên cửa sổ, nhưng mà rồi rốt cuộc ông có đến ngay nơi cửa sổ này, ông cũng không được một miếng bánh gì đâu. Ngài Mốc Văn La Na liền đến đứng trước nơi cửa sổ. Ồ, ông trưởng giả lại nói: ông cứ đứng ngay ngưỡng cửa sổ này mà làm cái gì? Ông có thể phun ra khói, nhưng mà rốt cuộc ông làm như vậy cũng chẳng có một miếng bánh nào đâu. Ngài Mốc Văn La Na liền phun khói ra, và cả tòa lâu đài mù mịt trong đám khói đen. Hai mắt ông trưởng giả xuống sang như là bị chim chích, rồi sợ cháy nhà, ông ta không dám thách thức Ngài Mốc Văn La Na phun lửa nữa. Cho nên làm thinh mà nghĩ rằng: cái ông Sa Môn này đeo dính theo ta, nói gì cũng không nhất nhất, thôi thì ta phải thí ông ta một cái ổ bánh rồi cho ông đi cho khuất mắt. Ông trưởng giả mới cha liền giả mới bảo vợ: bà ơi, hãy nướng một cái bánh nhỏ cho cái ông Sa Môn này, bảo ông ta đi nơi khác đi. Bà trưởng giả mới đổ một chút ít bột vào trong khuôn, bột nó nổ phình ra thành ra một cái bánh to choáng đầy cả một cái khuôn. Mà khi thấy như vậy thì ông trưởng giả này nóng ruột, mới nghĩ rằng chắc là bà này đổ nhiều bột quá. Cho nên ông ta đứng dậy tự mình múc một muỗng nhỏ bột á, đem đổ vào khuôn. Nhưng mà cái thứ hai còn phồng to hơn cái bánh trước. Ông tiếp tục bớt bột, nhưng mà cái thứ ba là to lớn hơn là cái kia. Ông tiếp tục bớt bột đổ thêm nữa, nhưng cái sau cùng lại càng to phồng hơn những cái trước. Đến khi mệt mỏi quá, ông mới bảo vợ: này bà, hãy lấy một cái bánh cho cái ông Sa Môn này đi. Bà trưởng giả cầm lấy bánh trong vỏ sắt, nhưng mà tự nhiên các ổ bánh nó dính chùm với nhau. Bà gọi chồng mình: những cái ổ bánh này nó dính chùm với nhau, tôi gỡ không ra, bà để đó cho tôi. Ông trưởng giả mới gỡ cũng không ra. Hai ông bà nắm hai đầu kéo như là căng dây mà cũng không thể mà tách ra được. Hai ông bà ráng sức kéo một hồi,
mồ hôi kê ướt cả người, hai cắt nước phải buông ra chuyện thua. Ông nói với vợ rằng: bà, tôi không cần bánh nữa, bà hãy đem cả cái giỏ sách bánh này cho cái ông Sa-môn này đi. Bà trưởng giả mang cỡ giò bánh đến gần ngài Bốc Ca La Na. Ngài thuyết pháp cho bà nghe về ân đức của Tam Bảo. Bà giải cho họ biết phước báo của việc làm lành, nhất là sự bố thí, sẽ phát sanh tròn đủ đến cho thí chủ, như là trăng tròn mọc ở trong ngày đầu vậy. Khi mà được nghe như vậy thì ông trưởng giả phát tâm trong sạch thỉnh ngài Bốc Ca La Na. Bạch ngài, xin thỉnh ngài vào an tọa nơi đây mà thọ thực. Ngài Bốc Ca La Na mới nói rằng: này ông trưởng giả, bậc đạo sư hiện đang ngự trong chùa Chê Ta Quỳnh Hạ. Ngài muốn đổ bánh này cùng với 500 vị tỳ khưu tại đó. Ngài đã sai ta đến để thuyết phục ông bà, rồi đưa ông bà với bánh sữa đường mật về chùa Kỳ Viên. Vậy thì ta hãy chuẩn bị cùng nhau đi đến viếng bậc đạo sư. Bạch ngài, hôm nay Đức Bổn Sư ngự ở đâu? Ở chùa Kỳ Viên cách đây 45 do tuần. Bạch ngài, làm sao mà đi được một quãng đường xa như thế cho kỳ giờ? Này ông trưởng giả, biển là ông bà quan nghĩ thì dầu xa ta cũng dùng thần thông đưa hai người đi. Nơi mà ta đang đứng ở trong tòa lầu đài này sẽ là cái cầu thang, và cổng tham quan của chùa Kỳ Viên là cái chân của cầu thang. Chỉ trong thời gian mau lẹ, như là từ trên lầu này bước xuống đất, ta sẽ đưa hai ông bà tới chùa Kỳ Viên. Ông trưởng giả, hai vợ chồng băng lòng và nên đáp rằng: xa thủ lành thái. Ngài Mục Lan La Na bằng nguyện rằng: nơi đây là cầu thang, xin cho chân cầu thang là cổng của chùa Kỳ Viên. Và lời nguyện của ngài thành tựu trong tức khắc. Ngài đưa hai ông bà trưởng giả trong chốc lát đã đến Kỳ Viên tịnh xã, còn máu hơn là từ trên lầu đi xuống đất. Thí chủ cùng đến báo tin với bậc đạo sư là đã đến giờ thọ thực. Đức Phật dẫn 500 vị tỳ khưu ngự trai đường. Ngài ngự lên Phật bảo tọa đã được dọn sẵn. Ông trưởng giả xối nước khai mạc bu lễ cúng dường bánh đến chư đại đức tăng, có Đức Phật là thượng thủ. Rồi bà trưởng giả xếp đầy bánh đến Đức Phật. Bậc đạo sư thọ dùng bánh vừa đủ, cả 500 vị tỳ khưu vẫn như thế. Ông trưởng giả đứng dâng sữa, bơ, mật, đường lỏng, đường cục, vân vân. Sau khi dùng xong, bậc đạo sư cùng với 500 vị tỳ khưu bảo thôi dân, và hai vợ chồng trưởng giả mới rảnh tay cùng ăn bánh cho no bụng. Bánh còn dư thật là nhiều, đem cho những người xin ăn tàn thực của chư tăng ăn cũng không hết. Hai ông bà mới bạch lên Đức Phật: bạch ngài, bánh còn dư bây giờ tính thế nào? Bậc đạo sư đáp rằng: hãy mang đổ ngoài cổng chùa Kỳ Viên. Hai ông bà đem bánh dư đổ xuống ở trên triền dốc gần cổng tham quan chùa. Cho đến nay chùa ấy còn mang cái tàn tích kỷ niệm là cái dốc bánh tàn ông. Kể từ đó nhà đạo phú hộ cùng người vợ đến gần đỉnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng qua một bên. Đức Phật mới phúc chúc khi nghe hết bài kinh, hai ông bà chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, đến lễ bậc đạo sư, rồi lên cầu thang từ cổng tam quan trở lại ngôi lâu đài của mình. Từ đó về sau, ông bà đem tất cả các kho tàng 800 triệu đồng tiền vàng ủng hộ cúng dường đến ba ngôi Tam Bảo. Sáng hôm sau, các vị tỳ khưu họp mặt trong giảng đường đề cao oai lực của ngài Mốc Ca La Na. Này chư hiền,
có thấy oai lực của Ngài Bút Ba La Na chưa? Ngài không làm mất niềm tin của người khác, không làm hao tài sản của người khác, mà chỉ trong chốc lát còn thu phục được ông trưởng giả Maccariya, khiến cho ông mang cả bánh và đưa cả ông ta cùng vợ về chùa Kỳ Viên ý kiến bậc đạo sư, và nhờ đó ông ta chứng đắc thân quả Tu Đà Phật. Ngài Bốc Gan La Ná thật là một bậc đại thần lực. Và do thiên nhĩ Đức Thế Tôn nghe được sự đàm luận của chư tăng, Ngài mới ngự ra và phán hỏi: này các thị khưu, hôm nay các ông hội họp với nhau thảo luận về vấn đề gì? Bạch Đức Thế Tôn: chúng con tán thán công đức của Ngài Bốc Gan La Ná. Và nghe như vậy thì Đức Phật mới dạy rằng: này các tỳ kheo, quý như ông chỉ lấy mật trong hoa, vì tỳ kheo nào mà khéo huấn luyện được một gia tộc thì không làm mất niềm tin, không làm hại tài sản, không làm khổ cực, làm khó cho gia tộc đó. Trái lại, khi đến gần người cư sĩ nên làm cho họ biết ân đức của Tam Bảo, như là con trai của Như Lai là Bút Ba La Na. Và sau khi khen ngợi Ngài Bút Ba La Na, bậc đạo sư đã thuyết lên câu Phật ngôn 49. Đâu rồi, nó chạy ra một tiểu. Để đưa lên câu Phật ngôn này. Alo, câu Phật ngôn 49. Yết tha bi pha ma ro bút phang văn na gan thang a hề tha yang ba lê ti sa ra ma đa nhé e quang gà mê mu ni cha rề. Như ông đến với hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lên nhụy bậc thánh đi vào lạc. Như vậy thì với câu Phật ngôn này, khi mà chúng ta nghe phần tiếng Việt thì chúng ta cũng có những sự thắc mắc, nhưng mà qua duyên sự thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài ca tụng, Ngài tán dương, Ngài một kiền liền. Mà Ngài một kiền liền đã làm cho một cái người không có niềm tin, một người bổn sĩ keo kiệt, một cái người mà coi như là không biết bố thí là gì, nhưng mà lại hoan hỷ, lại dâng cúng tất cả những cái gì mà mình có, dù là thèm ăn bánh tàng ông, nhưng mà bây giờ cũng từ bỏ tất cả vì có một niềm tin đối với Ngài Bút Ba La Na. Và hai vợ chồng đã đem cái tài sản, đem cái mà mình thèm muốn nhất á, bánh tàng ông, đem đến dân Đức Phật và chư tăng. Thì duyên sự này chúng ta thấy là Maccariya báo hộ kiết không ai bằng, thèm bánh đàn ông, định trốn ông, giữa đóng thang cài, che mắt trục, lời qua tiếng lại, tiễn chân tăng. Duyên may Phật độ thành sơ quả, phước bốt sư trừ, bớt bệnh căn, từ hậu chẳng quên thầy tiếp dẫn, tỳ kheo lộ tận bậc kỳ năng. Rồi khi mà ông Bá Hộ này nghe cái câu Phật ngôn 49 xong thì ông ta và các vị tỳ kheo mà ở tại pháp thoại đó, khi mà thắc mắc về mà Ngài một quyền viên á, thì Đức Phật Ngài thuyết lên câu Phật ngôn 49 này, và rất nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thành quả Tu Đà Phật. Còn riêng hai ông bà chứng giả Maccariya, khi dâng bánh xong thì Đức Phật phúc chúc, và khi Đức Phật phúc chúc á, thì hai ông bà đã chứng đắc thành quả Tu Đà Phật. Thì như vậy trong câu Phật ngôn 49, thời gian còn lại 14 phút, thời gian này là thời gian quý vị có thể nêu lên những cái thắc mắc
hoặc là quý vị có ý kiến như thế nào về câu Phật ngôn 49 này. Alo, đưa tay mỏi chưa? Xin mời chị Kim. Làm sao mà mỏi được sư, đâu có giơ tay rồi chứ, ấm nút thôi, không có mỏi gì hết trơn á. Chứ đừng có nói chuyện giống vậy. Con hút đâu, con không bị sư khích đâu. Nhưng con xin cảm ơn sư Chí Đức, các sư, các cô tư nữ và quý Phật tử. Trước hết con xin cảm ơn sư đã nói bỏ thời gian và công sức nói tích sự của Kinh Pháp Cú số 49 này. Con nói cái câu này cũng thích lắm mà, chùm sò số 1 luôn á, phát sợ luôn á. Theo con nghĩ cái câu kệ này để cho chúng ta thức tỉnh một điều. Khi chúng ta làm phước thì đừng có nên tiếc. Ông này có cái nhân duyên của ổng rất lớn, gặp Đức Phật ngay trong thời Đức Phật. Mặc dầu ổng có gia tài tới 800 triệu tiền vàng. Quý vị nhớ là 800 triệu tiền vàng, một đồng tiền vàng có thể là 1.000 đồng cái tiền xu thường á. Tức là ổng giàu lắm, nhưng mà ổng hà tiện khủng khiếp luôn. Đến nỗi ổng thèm một miếng bánh mặt ông vậy, thầm thường giống vậy đó, mà ổng cũng không dám ăn nữa. Chứng tỏ là nhưng mà ông ngày móc ga lăng ná đi lại chỗ đó để chọc ổng, để mà ổng tức rồi ổng đến nỗi mà ổng nói nhiều câu để cố ý đuổi ngày móc ga lăng ná đi, nhưng ngày không có đi đâu hết. Cuối cùng ổng chịu không nổi, thấy đứng dòm miệng hay gì, ổng ghét quá, ổng muốn thí cho một cái đi. Mà thí một cái thì nó lôi ra một đống luôn. Rồi cuối cùng ngài Móc Ca La Ná đem ổng về cái thành Jetavana, mà trong Jetavana là chùa Kỳ Viên, để mà gặp Đức Phật. Rồi cuối cùng gặp Đức Phật thiết cho một câu để ổng vô dòng thánh quả. Tức là ông này và hai vợ chồng ông này đã từng tu quá trời quá đất luôn, tu muốn chảy nước luôn vậy đó. Ba la mặt thì để mà vô dòng thánh đã đủ rồi, nhưng vì một kiếp nào đó ông ta đã bố thí mà lại tiếc, thì kiếp này ông bị cái quả, ông tiền nhiều giống vậy mà không có xài được cái gì hết. Trên thế gian này con thấy những người giàu đó mà họ không có dám xài tiền của họ rất nhiều, cũng như ăn uống họ không ăn được. Như con có một bà bạn, bà là chủ gì đó mà bà đi xe Mercedes, mà ông tài xế muốn ăn cái gì cũng được hết, nhưng mà bà chỉ ăn khô quẹt cái gì thôi. Hỏi tại sao bà ăn hà tiện, bà nói ăn những món đó bà ăn không được, muốn ói. Rồi con có một bà gì bên bà con của má con á, là chủ tiệm vàng ở dưới cái bè rất giàu, nhưng mà có cái tên ăn rất hà tiện. Dạ, nhưng mà con cái đó là chuyện cái đó, nhưng mà nếu mà quý vị vô trong lịch sử của Trung Quốc á, ngày xưa đó lúc mà tôi còn nhỏ đó quý vị, má tôi hay đọc, hay mướn chuyện, lúc trước không có gì đâu. Má tôi rất thích đọc chuyện của Bình Nguyên Lộc, của Hồ Biểu Chánh, của bà Tùng Lâm vậy đó, bà Tùng Lâm. Thì tôi hay đọc ké. Hay học thì tôi có trong đó có một cuốn má tôi mướn là Thanh Cung 13 triệu, nhưng mà của ông Hứa Thiếu Thiên hay gì đó, nhưng mà bản dịch của ông Việt Nam tôi quên rồi. Nhưng trong 13 cái vị vua này đó, tôi thích nhất là cái ông vua tên là Đạo Quang. Trong ông là vua thứ 6 trong đời nhà Thanh. Cái này tôi không có muốn nói về tiểu sử của chệt, nhưng mà khi mà đọc cái này lúc mà tôi thở nhỏ tôi mắc cười dễ sợ lắm. Ông này là ông vua đời thứ 6 của trong nhà Thanh, trong cái khoảng thời gian 1782 tới 1850, ông làm vua trong 33 năm. Những cái điều đặc biệt này mà làm tôi đọc tới là tôi cười. Vậy ông đối ông vua Càn Long thì phung phí biết bao nhiêu, nhưng đối ông này ông ngược đi, ông rất hà tiện. Ông hà tiện đến nỗi mà ông nhịn thèm á, ông bữa ông kia ông đi du hành, ông ăn một tô cháu heo, cháu lòng gì đó. Ông móc tiền, cái người đi theo ổng móc ra có 2 quan tiền hơn nhiêu đó. Ổng mới về, ổng thèm ngon quá, ổng nói kêu làm giống đó đi. Lúc mà làm xong rồi, cái ông mà nhà bếp á, ổng đưa lên thâu mấy lượng vàng, 5-10 lượng vàng. Ổng nói sao giữ, ta đi ra ngoài kia, ta mua có ăn tô, có mấy xu thôi, tại sao đây tới mấy lượng vàng. Thì cái ông muốn nói là muốn làm một con heo á, đâu phải làm cho mình ổng ăn đâu, làm cho các tam cung lục diện ăn, phải giết mấy con heo rồi mổ cái gì đó lum ra đó. Thôi ổng nhịn luôn, ổng ăn đến đổi mà ổng thèm trứng gà đó, ổng mua gà để nuôi trong cung luôn, mà
cung á, thì nuôi gà cũng tốn kém, ổng nhịn luôn. Mà ổng hà tiện nó nói mà ổng bắt tam mấy cái người mà vợ của ổng đó, mấy mấy bà hoàng hậu phi gì cung nữ á, quần áo phải giá hết, ngay chính ổng, ổng cũng giá luôn nữa, ổng không ăn thịt nữa, ổng hà tiện dữ lắm. Rồi lúc mà ổng lên triều á thì cái ông mà dịch cái sách này đó, ổng viết rất vui lắm. Hồi đó tôi hay đọc phim kiếm hiệp lắm, tại má tôi hay mướn kim phim chuyện kiếm hiệp về đọc á. Thì đọc kiếm hiệp mà tình tiết thì tôi không có hiểu, nhưng mà quýnh qua quýnh lợi nói tới tôi thì tôi cũng hiểu chút đỉnh. Nhưng mà tôi chỉ thích nhất là cái bản dịch của Tài Thiên Đại Thánh thôi, tại nó có hình nó có vui lắm. Thì ông dịch này, ông dịch nè, lúc mà mỗi lần mà lên triều á, nhìn cái ông vua từ trên ông vua đi xuống dưới tới mấy người mà quan á, quan này kia, ổng là một ông đại cái bang, tức là ổng mặc quần áo ổng cũng giá nữa. Rồi mấy ông quan thần đó đâu có dám mặc đồ tốt đâu, cũng phải giá. Ông vua thì giá 3 miếng, mấy ông kia kêu mấy bà vợ bà phải giá 5-10 miếng vậy đó để mà tốt. Đó thì đứng giống như một triều đại cái bang đó. Thì tôi đọc tôi mắc cười quá à. Trời ơi vui quan gì mới ghê vậy. Thì nói tôi kể cho quý vị nghe thôi, nếu quý vị không tin quý vị vô trong Thanh Cung 13 triều nói về ông Đạo Quang những chuyện đó, kể rất là vui. Thì đối với ngày xưa đó thì mặc dù khi mà lúc mà ổng lên nắm triều đình á thì cái thời gian của ổng làm á thì loạn lạc, ngăn khố bị Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Dạ. Cô Kim ơi, đạo tràng hết nghe rồi. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Như Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Thiền Vụ. Dạ, đạo tràng không còn nghe cô Kim nữa. Cô Kim có nghe âm thanh Như Quỳnh không? Kính mời bàn tay ạ. Dạ. Thanh Hoàng có nghe được âm thanh Như Quỳnh không? Thanh Hoàng. Alo, alo. Thấy Thanh Hoàng chắc lên điều gì đây. Dạ, đạo tràng còn vị nào có nghe được âm thanh Như Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Hồng Mai. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cái mic của Thành Hoàng có vấn đề rồi ha. Chắc tại chắc tiếng Anh phải không? Dạ, cảm ơn Xích Hà. Dạ, vậy là cô Kim không còn cầm bích được nữa. Mà con thấy đồng hồ con còn có 5 phút. Dạ, không. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Để coi Như Quỳnh coi Kim Nhung còn trong đạo tràng không? Kim Nhung ơi, Thành Hoàng ơi, hai vị này nè, Nhật Quỳnh nhớ là năm 2019 đó, có quý vị có đi Ấn Độ phải không? Alo. Dạ, có không, đúng phải không? Nếu hai vị đi Ấn Độ lúc đó thì Nhật Quỳnh với Thanh Hoàng với Kim Nhung chỉ chắc đi chung đoàn, nhưng mà mình không có biết nhau. Thì Kim Nhung và Thanh Hoàng có đi với sư Tuệ Tàm, mình đi trong cái chuyến hành hương đó không? Hả? Hai vị có đi chuyến hành hương không? Có Kim Nhung. À. Thì lúc đó Nhật Quỳnh nghe cái câu chuyện này nè, thì Nhật Quỳnh cứ nghĩ là bánh đàn ông nó giống bánh đàn ông Việt Nam. Mà nếu Kim Nhung và Thành Hoàng có đi trong cái chuyến đó. Dạ, gặp lại Tề Tăng, nhưng mà có đi không? Có đi với sư Tề Tàm để đi về cái chỗ mà núi Linh Thú không? Có đi về núi Linh Thú không? Kim Nhung có đi cái chuyến đó, đi về núi Linh Thú không? À đó, thì lúc đó đó Nhật Quỳnh, khi mà Nhật Quỳnh nghe câu chuyện này thì Nhật Quỳnh cứ nghĩ là bánh đàn ông á, nó giống như là cái bánh đàn ông nướng Việt Nam mình. Nhưng mà khi mà đi chung cái chuyến thì sư mới nói là đây là bánh mà trong câu chuyện của Pháp Cú đây, bánh của ông vị trưởng lão Bá Hộ Keo Kiết. Thì Nhật Quỳnh thấy một gian giống như một làng vậy đó, dài theo đường đều bán bánh đó hết. Nhưng mà mình cứ tưởng nó ngon dữ lắm kìa. Gia Hạn nghe kể trong này mình cứ tưởng nó ngon, thật là ngon. Nhưng mà thật sự cái ghé vô mua ông tài xế ông gọi điện thoại rồi ông đặt ông mua nhiều lắm. Dạ, rồi ghé vô mua sư nói cho người ăn miếng cho biết.
Nhưng mà trời ơi, nó ngán muốn chết, ăn đâu có được gì đâu, ăn có một miếng một nó ngán quá trời ngán. Thôi ăn đến ngỡ ngàng. Xong rồi đó đã cho mấy mấy cái vị đó, mấy cái đứa con nít, những người lớn á, người ta xin quá chừng luôn, cho hết mà không có dám đậu xe lại luôn, phải ngồi trên xe đóng cửa lại rồi mới dám cho. Dạ, nên là giờ nhất thấy cái bánh này là nhớ nhớ như mình nghe Kim Nhung nghe Thanh Hoàng lúc đó có gặp Cai Tăng á, thì bây giờ nhớ lại nên nghĩ lại cái món bánh nó rất là vui. Nhưng mà đây là một cái kỷ niệm cuối cùng khi mình đi Ấn Độ, chắc mình không còn được đi nữa quá Kim Nhung ơi. Thời buổi như vậy, dịch giả như vậy, thật sự là một lần đó rất là may mắn để được đi mà trùng tụng tâm tạng với Đại Đức Pháp Tính. Giờ Đại Đức Pháp Tính thì cũng không còn. Và Ấn Độ thì tan thương, Việt Nam mình giờ cũng tan thương. Nên thì không biết tới chừng nào mình có thể hội ngộ nơi nơi mà quê cha đất tổ của mình, phải không Kim Nhung? Dạ, như Quỳnh nghĩ lại cũng rất là xúc động luôn. Nam Mô Bích Hà Giá, dạ con kính nhân bích đến Ngài để Ngài kết thúc. Con thấy con có một phút bạch Ngài, dạ con kính nhân bích đến Ngài. Sàng thủ Sư Kim đã nói lên một cái vấn đề cũng thiết thực á. Nhưng mà đó là chuyện bên Trung Quốc, còn cái chuyện mà rõ ràng mà chính xác hơn là Sư Kim Nhung này, Sư Thanh Hoàng này, Sư Nhật Quỳnh này đi qua tận Ấn Độ và cũng đã thưởng thức được cái bánh tàn ong này. Và đó là một cái câu chuyện có thật và hồi thời kỳ Đức Phật, nhưng mà tới bây giờ vẫn còn xuất hiện những cái bánh tàn ong. Nhưng mà quý vị nói rằng ăn ngán quá ha, ăn dở quá. Nhưng mà đối với Việt Nam bây giờ ha, gặp được cái bánh tàn ong lúc này là số một. Quý vị thấy bị cách ly rồi, những cái người mà công nhân rồi bây giờ thất nghiệp mà được những cái bánh tàn ong như thế này thì quý vị thấy tuyệt vời. Thì chúng ta thấy rằng qua cái câu chuyện này, đối với ông Ba Hồ ông giàu quá là giàu, nhưng mà do cái nghiệp lực của ông khi mà mình bố thí mà mình chỉ có tự mình đứng ra làm thì nó tích lũy như vậy đó. Nhưng mà rồi không kêu gọi người khác rồi làm, cái phước nó hỗ trợ nhưng mà có của không dám xài. Còn bây giờ với cái thời buổi bây giờ mà có được cái bánh tàn ong mà ăn trong cái thời buổi bây giờ thì quý vị thấy rằng tuyệt vời. Khi mà giàu có thì chúng ta coi thường, nhưng mà khi mà nghèo khổ, khi mà đói thì cái gì nó cũng ngon hết, cái gì nó cũng ngon hết. Thì trong cái cơn hoạn nạn, trong cái nghèo khổ, chúng ta dễ thông cảm nhau. Thì với cái bài học này, với câu Phật ngôn này, để cho chúng ta thấy rằng không có ai giàu ba họ mà cũng có, không có ai khó ba đời ha. Tức là cái nghèo và cái giàu đó là do cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp mà nó tạo ra. Để rồi chúng ta quan sát trên cái vấn đề đó và cảm thấy hạnh phúc trong hiện tại. Dù cái bánh tàn ong đi nữa cũng qua được cái cơn đói, mà dù chúng ta có ăn cao lương mỹ vị nữa cũng một bụng mà thôi. Cho nên quý vị nhớ lại cái câu chuyện mà ông, một cái ông mà làm công 3 năm để có được một bữa cơm. Làm công 3 năm mà có được bữa cơm. Khi có được bữa cơm chuẩn bị nghe là coi như thưởng thức á, thì một vị Phật độc giác đã xuất hiện. Và ông ta sẵn sàng nhường luôn cái phần cơm để dâng cúng cho Đức Phật độc giác. Cái tâm của ông ta nghĩa là 3 năm
được một phần ăn mà bây giờ dâng hết cho một cái vị Phật độc giác. À, quý vị thấy rằng cái niềm tin với cái thiện sự mà họ đã hướng đến thì họ không nghĩ đến cá nhân. Mà cái câu chuyện đó thì chứng tỏ rằng 3 năm nhịn đói làm công cốc để được một bữa ăn đó là dân cúng. À, thì chúng ta thấy rằng cái quả phước, cái nhân quả nó xuất hiện 7 tuổi chứng đắc thánh quả A La Hán trong những kiếp sau. À, quý vị thấy tuyệt vời ha. Thôi thì với câu Phật ngôn này là một bài học để cho chúng ta hướng về thiện pháp và cố gắng thực hành theo để có sự an vui tiến hóa, để đạt được nhân sáng, thiên sáng và thánh sáng. Đó là cái điều quan trọng. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để trở thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Y đăng vô nhà tì năng hô tu sư tị cao hôn tu nhà tát dồ, nguyện thân như vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Rồi xin mời sư nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.